Vâng, kính chào quý khán thính giả. Hôm nay tôi lại trở lại với quý vị trong một cái tiết mục Thế giới quanh ta. Hôm nay tôi muốn đưa đến cho quý khán thính giả một số tin tức liên quan tới Việt Nam và Biển Đông. Cái tin thứ nhất tôi muốn đưa đến quý vị đó là một cái chuyện nó đang nổi cộm và trên tất cả những cái mạng xã hội vẫn đang ồn ào trong suốt một tuần qua. Đó là cái chuyện mà phái đoàn của ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi tham dự cái hội nghị về khí hậu ở bên Anh, ở bên Scotland đó. Và có hai điểm nổi cộm. Điểm thứ nhất là trong cái bài phát biểu của ông Phạm Minh Chính thì ông ấy có nói rằng là Việt Nam đến năm 2035 đó thì sẽ gọi là sẽ hoàn toàn không còn cái phát thải khí CO2, tức là zero. Thì đây là một cái điều mà nếu những người nào biết một chút về kỹ thuật, biết một chút về cái thực sự của cái vấn đề CO2 ở Việt Nam như thế nào thì không thể nào tin được. Bởi vì chúng ta biết rằng Việt Nam vẫn đa số những nhà máy phát điện bây giờ vẫn còn chạy bằng than đá và vẫn còn đang xây thêm những nhà máy điện chạy bằng than đá. Vậy thì còn 14 năm nữa làm sao mà dẹp hết những cái nhà máy điện chạy bằng than đá và làm sao dẹp hết được những cái xe hơi, xe gắn máy chạy bằng xăng nhớt, tức là tất cả những cái loại mà nhiên liệu hóa thạch đấy. Thì nguyên cái chuyện đó không đã thấy rằng khi một ông thủ tướng đưa ra một cái cam kết như vậy, làm sao thế giới người ta có thể tin được? Chưa nói đến nạn phá rừng, chưa nói đến tất cả những cái nguồn gây ô nhiễm khác ở Việt Nam, khí thải ở Việt Nam nó lớn như thế nào. Thành ra chúng ta thấy điểm thứ nhất đó, ông Phạm Minh Chính với cương vị thủ tướng đã ẩu, đã nổ quá, không thể nào làm được. Cái chuyện đó là impossible, không thể nào làm được. Trong khi cái nguồn năng lượng ở Việt Nam đang thiếu, điện gió rồi điện mặt trời, tất cả những cái đó chưa đạt được và chưa đủ cái năng lượng để mà sản xuất. Nếu không, nếu mà dẹp hết những cái nhà máy chạy bằng than thì chắc chắn Việt Nam sẽ không thể nào phát triển kinh tế được, và sẽ chết ngay. Thành ra cái chuyện mà ông ấy nói nó hoàn toàn là phi lý. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nó có một cái chuyện rất là gọi là kỳ quặc. Đó là trong phái đoàn đó thì có ông Đại tướng Tô Lâm, tức là người mà đang làm Bộ trưởng Bộ Công an đó, thì đã tham dự một cái bữa tiệc ở bên Anh trong một cái nhà hàng mà đã ăn một cái món thịt bò dát vàng. Và cái nhà hàng đó là một cái hàng nhà hàng có cái món rất là đặc biệt. Và dát vàng đây là vàng thật, vàng 24 đó, tức là một cái loại vàng 24 người ta đã chế biến để mà giống như là sơn trên cái miếng thịt khi mà người ta nướng đó. Thế thì cái người đầu bếp đó đã cắt một miếng thịt beefsteak dát vàng đó và đưa cho ông Tô Lâm cắn ăn, và ông Tô Lâm đã đưa cái ngón tay phải lên chứng tỏ là khen rất là ngon. Mà cái nhà hàng này đó, vì họ đãi phái đoàn cao cấp như vậy, do đó họ cũng muốn quảng cáo thì họ bỏ trên TikTok. Thì lập tức vài tiếng đồng hồ sau là cái hình ảnh đó, cái đoạn video ngắn đó nó truyền tải ra khắp thế giới, và cho đến bây giờ nó vẫn còn đang rất là ồn ào ở trên các mạng xã hội. Thì cái chuyện này, một cái bữa ăn như vậy đó thì không, theo như những cái thông tin cho biết đó, nó không dưới 50.000 Mỹ kim cho cái bữa ăn đó. Thì tất nhiên là bên phía nhà nước Việt Nam thì cũng nói thế, bào chữa ở đây, đây là những đại gia người ta đãi chứ còn làm sao mà mấy ông đi ăn như vậy. Rồi thì có nguồn tin khác thì bảo đây là
Cái bữa tiệc này là do chính phủ Pháp đã đãi các quan chức của Việt Nam sau khi mà đã ký kết những cái thỏa thuận rất là hậu hĩnh với Việt Nam, thì đó là một cái chuyện giao thương giữa hai bên và những cái đại gia, những người giàu ở bên Âu Châu người ta đãi. Thì dù sao đi nữa, cái hình ảnh đó cũng làm cho người dân Việt Nam rất là khó chịu trong khi người dân mình đang đói khổ ở trong nước. Với một cái cách gọi là hưởng thụ như vậy thì đó là một cái hoàn toàn phản cảm và làm cho người dân khó chịu. Cũng trong cái câu chuyện của phái đoàn Việt Nam đó, thì một cái câu chuyện bên cạnh đó là bà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tức là cái người mà chủ cái công ty hàng không Vietjet đó, đã tặng cho cái chi nhánh của trường đại học Oxford một số tiền là 155 triệu bảng Anh, tức là trên 200 triệu đô la Mỹ, để mà cái trường đó nhận và đổi cái trường đó thành tên của Thảo College. Thì cái sự giàu có cho ai thì cho, cái chuyện đó thì chúng ta tùy ý tùy lòng thôi. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì thấy rằng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giàu thật, cho tiền thật, nhưng mà theo tôi đó thì cái việc cho đó nó không đúng chỗ, là vì nếu mình nhìn về Việt Nam với cái cảnh nghèo khổ, trường học, đường xá, nhà thương không có đến nỗi mà chúng ta thấy các vùng sâu vùng xa trẻ con phải leo dây, phải đu dây để đi qua sông, hay là phải có bỏ trong bao rồi cõng qua sông để mà đi học, rồi những cái trường mà ở vùng sâu vùng xa nó hoàn toàn thiếu thốn như vậy, thì tại sao không giúp cho những cái chỗ đó trước? Còn bây giờ mua một cái danh dự với một cái số tiền hơn 200 triệu Mỹ kim để cho một cái trường đại học danh tiếng ở bên đó để được gắn cái tên của mình, thì cái đó tôi thì tôi thấy nó quá quá đau thương cho dân nghèo ở trong nước. Đó là cái bản tin về Việt Nam mà tôi muốn thưa với quý vị. Một cái bản tin kế tiếp nó liên quan tới Biển Đông. Đó là chúng ta biết ông Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, khi mà cách đây hơn 5 năm ông ấy lên làm Tổng thống, thì ông ấy đã xoay 180 độ với Hoa Kỳ, và ông ấy bắt tay với Tập Cận Bình và nghĩ rằng là đi theo Trung Cộng với được những cái lời hứa hẹn là sẽ được vay tiền, sẽ được Trung Cộng giúp để phát triển đất nước, giúp phát triển kinh tế. Và ông ấy vứt bỏ cái phán quyết của tòa trọng tài về vấn đề đường lưỡi bò mà Philippines đã đi kiện, và năm 2016 tòa án đã phán quyết Trung Cộng thua và Philippines thắng, tức là cái đường lưỡi bò nó vô giá trị và Trung Cộng không được xâm phạm cái vùng biển của Philippines. Nhưng mà ông Duterte đã vứt cái đó đi, không cần nói tới nữa, và bắt tay với Trung Cộng rất là thân thiện và đã qua Trung Cộng để mà đàm phán và nhận không biết bao nhiêu những cái hứa hẹn. Nhưng mà sau đúng 5 năm, hơn 5 năm, bây giờ nhiệm kỳ của ông sắp mãn thì chẳng được cái gì. Sau 5 năm ôm chân Trung Cộng không được gì, thì bây giờ bắt buộc phải quay lại với Hoa Kỳ, bởi vì Philippines với Hoa Kỳ đã có cái hiệp ước hỗ tương bảo vệ Philippines từ năm 1951. Bây giờ quay lại với Hoa Kỳ thì đúng rồi, và Hoa Kỳ vẫn kiên trì theo đuổi và hỗ trợ Philippines. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu không có Hoa Kỳ đó, thì cái miền Nam Philippines đó sẽ có thể sẽ bị tách ra là một quốc gia Hồi giáo từ lâu rồi. Bởi vì quân đội Philippines không đủ khả năng để mà chống lại những cái nhóm khủng bố ở Mindanao và những cái vùng, những cái hải đảo ở phía Nam.
Thì bây giờ chúng ta từ cái bài học đó, tôi muốn nói với quý thính giả là ông Duterte, ông ấy đã bám theo Trung Cộng, nhưng mà bây giờ ông thấy ông thất vọng và ông bỏ để quay lại với Hoa Kỳ. Còn Việt Nam thì vẫn bám theo Trung Cộng và còn bám chặt hơn nữa và lệ thuộc hơn nữa về vấn đề kinh tế, quân sự, chính trị, và càng ngày càng lệ thuộc nặng hơn cái sự thâm thủng mậu dịch với Trung Cộng, tức là Việt Nam mua hàng hóa của Trung Cộng và nợ Trung Cộng mỗi ngày mỗi trần chồng chất nhiều hơn, thì Việt Nam không đủ can đảm và cũng không đủ cái sức để mà quyết định rời khỏi cái sự ràng buộc của Trung Cộng. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra. Do đó với là một người tị nạn và luôn luôn đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ, tôi nghĩ rằng là chúng ta đưa ra vấn đề này để rút ra cái bài học là nếu đi với Tây phương, đi với dân chủ, đi với những cái nước tân tiến để phát triển đất nước thì chúng ta còn có tương lai, còn chừng nào mà tiếp tục bám chân Trung Cộng thì chúng ta càng lụng bại và một lúc nào đó có thể chúng ta sẽ mất chủ quyền về cái tham vọng bành trướng ngàn năm không thay đổi của Trung Cộng. Đó là cái phần thông tin ngày hôm nay tôi muốn thưa với quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin học hẹn gặp lại quý vị trong lần tới cũng trên cái tiết mục Thế giới quanh ta. Trân trọng kính chào.